nhìn thích lắm. Nè, trời ơi, chín rồi nè, không ai hái. Đó, mấy trái này thì quá chín luôn rồi. Ôi ôi, coi trái dâu nó chín rồi đó. Đó, nhìn nè, mê không? Trái này chín à, ngọt lắm ạ. Mọng nước ngon quá, ngọt lắm không sao? Ngọt ngon quá. Hái hàng tại chỗ. Từ vừa đi ra tính tiền mà vừa hái thêm những cái trái mâm xôi đen nữa. Đây, đang hai chị em đang đi trong cái vườn trái blackberry mâm xôi đen. Trời, cái like mà bây giờ họ tính tiền trái mâm xôi đen á, cả nhà ơi, nó dài như thế này nè. Hello. Mình đi. Hello, xin kính chào cả nhà. Hôm nay gia đình của Nicky lại về vùng nông thôn ở Mỹ nữa. Hôm nay là bây giờ mình chuẩn bị mình đi ghé một cái farm hái dâu tây. Ở nhà mặc dù là trồng rất là nhiều dâu tây, cũng có dâu tây hái hoài nhưng mà vẫn thích ha. Cái gì đó Henry? Sao con muốn nói gì nè? Mình có đem glasses cho mẹ. Đem gì con? Glasses cho con như thế này. À, chắc có ở trong bát phạt á. Ở phía trước thấy hình như người ta đang thu hoạch dâu đó cả nhà. Thấy mấy trái dâu tây chín đỏ kìa. Giờ tí xíu nữa mình cũng đi xuống mình hái dâu tây nữa, nhưng mà cái farm khác, cái farm mà mở cửa cho khách đi hái, còn cái này là người ta hái người ta bán. Nhìn mấy trái dâu mê quá. Ôi, trái chín đỏ thồng ra kìa. Cái này là thu hoạch người ta đem ra chợ ta bán nè, để sẵn trong mấy cái hộp giấy luôn. Bên trái là những cái cây mà cần ở trong nhà kính. Thường thường đó là cây mâm xôi á, người ta phải trồng ở trong nhà kính như vậy đó thì nó mới an toàn. Rồi bây giờ đây là cái farm mình vô mình hái dâu nè. Strawberry ở bên đây, còn kia là blackberry. Dạ. Bãi dâu ngày nào? Chỗ này dâu nhiều. Lây quay hết một năm nhanh quá hả chị? Rồi đi lên hái dâu nè. Đó, hôm nay thì gia đình của Nicky lại ghé hái dâu nữa. Cái vườn này năm ngoái mình cũng đã ghé rồi. Năm nay ghé tiếp. Đi lên hái dâu nè. Đi lên hái dâu nè. Đây. Tiểu đội. Mình ở mình. Hả? Ủa năm nay không ai canh hết hả? Tự phục vụ hả? Bây giờ Nicky với chị Thảo ghé chỗ này hái dâu, nhưng mà hôm nay thì ghé hơi trễ, hơn 11 giờ mình mới tới đây thì thấy là họ đã đóng rồi. Hôm nay họ không có mở cho hái, nhưng mà mình có thể mình đi vòng vòng mình tham quan. Wow, những trái dâu chín nè, nhìn đã quá. Ơi thì mình chỉ quay phim rồi mình đi ra thôi. Ok. Vườn dâu ở đây người ta trồng khá là rộng.
dâu trái cũng rất là nhiều. Nhưng mà không biết sao hôm nay người ta lại đóng, người ta không có mở cho mình hái ha. Có lẽ là mấy tuần trước là người ta cho hái nhiều rồi, thì tuần này trái nó vẫn còn nhưng mà không có nhiều lắm, nên là người ta đóng cửa lại. Cái dâu rất là to, nhìn thích lắm. Nè, trời ơi, chín rồi nè, không ai hái. Đó, mấy trái này thì quá chín luôn rồi. Trời ơi, coi trái dâu nó chín rồi đó. Đó, nhìn nè, mê không? Không rồi. Ok. Đợi mẹ xíu. Đó, người ta trồng từng luống vậy đó, mình đi hái cũng rất là dễ. Trái to lắm. Ok. Đã quá ha. Nhìn mê lắm cả nhà ơi. Mặc dù Nicky ở nhà trồng dâu là mình vẫn có dâu để mình hái, nhưng mà khi mà vào vườn đây á thì nhìn một cái vườn đó nó rộng rồi trái nó nhiều mà trái to nữa nên là nhìn mê lắm. Thôi nè, chín đỏ hết mà họ không có cho hái á. Mềm, mấy cái trái này thì ăn liền thì được, chứ còn hái đem về thì mềm lắm. Ơi. À. Nghe mấy trái hùm hùm này thì được nè. Lựa dâu cánh quạt hái thôi. Wow wow, phát hiện ở đây nè. Ồ, con mấy cái trái to quá luôn á. Ôi ơi. Trời ơi, thúi luôn. Trời ơi, đây có trái cánh quạt rồi mà chín quá rồi. Bên kia nữa. Wow, đẹp quá, Vincent hái được trái ngon quá kìa. À, ông xã mới rửa cho trái dâu này, giờ ăn thử ha. Trái này chín à, ngọt lắm à. Mọng nước ngon quá. Ngọt lắm ông xã. Ngọt ngon quá. Hái ăn tại chỗ tươi ngon quá. Thích quá. Giờ mình hái ha, tranh thủ mình hái một số trái lên. Nè nè Thảo ơi, ăn thử ngon quá nè. Rửa đi, ăn tại chỗ luôn đi, ngon lắm. Đây đây đây, có trái cánh quạt nên là hái cái trái này được. Hái về không? Mình làm giờ làm giống luôn. Hello. Hello. Hello, hello. Ăn chưa? Ăn thử chưa? Đây, dâu cánh quạt nè, em hái được dâu cánh quạt nè. Ăn quá không ai, hôm nay người ta không có mở cửa cho nhiều người hái ha. Nên là trời ơi. Chắc mấy tuần trước á, nghĩa là mấy tuần trước ta hái nhiều mà ta ngưng một tuần á. Chỗ kìa, okay, bên đó kìa. Đó, trái dẹp dẹp cho nó. Ok, con đi đi, con đi trước đi. Đóng cửa nữa. Để thế nữa. Có ở đây nữa. Ừ, bình tĩnh, hái thôi con chứ không có hái nữa. Ở bên đây thì thấy dạ. 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 Kìa, để vô cho mẹ kìa. Con không muốn. Đúng rồi, đi qua cái gì. Đừng có hái chín quá này, trái này mình hái. Hái xong rồi, hái xong rồi. Hái chín này, cái này tiếp con xong rồi. Được, không sao.
đang cái ngó hả? Quay đi. Rồi đi mà. Trái không muốn đi ra trước hả? Rồi đi đi. Từ từ khéo khéo té mẹ nè. Té con. Đi lên. Rồi mấy cái trái này á mình lấy mình làm giống ha. Ok nó. Ôi. Mê thật quá. Trồng trái bự không. Biết làm sao mà trái nha to to không à. Chính đây, đây, đây. Ừ. Mệt quá. Ừ. Ủa, mình tùm luôn nữa. Này trái bên nó ngay nó héo à. Sao mà trái nào trái nấy nó to chịu không nổi luôn á. Nãy rồi hơi chín nhưng mà được, trái nó to chịu không nổi luôn á. Cánh quạt dâu cánh quạt mê lắm, mê cái loại dâu này lắm, nhiều quá luôn á anh Thái hả. Mấy nhánh này nó ra dễ nè, đéo gì chồng. Đúng rồi đó, cái ngó đó là em về là chồng là ra. Đi con cha. Ôi cái luống này, luống này bên đây nè. Để mình đi qua bên luống bên kia đi, không ai đi ha. Gia đình của Nicky đi vào hái dâu thì hôm nay hái được bao nhiêu dâu đây nè cả nhà ơi. Ít nhưng mà rất là chất lượng nha, những trái dâu rất là to. Đa số là tuyển chọn những cái trái dâu rất là to. Những trái này ăn rất là ngọt, mọng nước nữa. Bây giờ Nicky đi ra tính tiền ha. Rồi mình đi ra tính tiền chị ơi. Bây giờ mình đi tính tiền dâu mà mình hái được nè. Tại năm nay á, cái chỗ mà hái dâu á, từng này họ đóng. Họ chỉ mở bên trái mâm xôi thôi. Trái mâm xôi đen. Đây là farm mâm xôi đen nè. Họ tính tiền tuốt ở ngoài kia kìa. Mình đi vô đây luôn, mình dạo luôn, mình có, mình hái luôn. Giữa nè chị. Đẹp quá nhỉ? Ừ.
Hái luôn đi, ra tính tiền. Okay, đi hai mẹ con ơi. Nhanh nè. Bắt nhỏ tắm, em tắm quay phim cho. Đây. Đang hai chị em đang đi trong cái vườn trái blackberry mâm xôi đen. Không thử trái mâm xôi thử rồi chị. Con em thì nó khoái ăn trái màu đỏ là trái raspberry cũng mâm xôi nhưng mà mâm xôi đỏ. Hai chị em nói là không có thích ăn trái này, không hái, nhưng mà cuối cùng thấy mê quá cũng hái nè. Thì hái đi. Hái mới, ông Thái thích ăn này lắm đó chị ơi. Dạ. Nên chị hái mới nè. Để chẳng tính tiền cho ổng luôn. Như ở đây nó tươi nữa. Năm nay cái farm này mở cửa người ta đi quá trời ha. Dạ. Ngọt không? Ngọt. Trái chín là ngọt đó. Đi giữa cái luống đẹp quá ha. Ai da có gai dữ lắm á nha, nó đang quào nè. Đúng rồi, gai á. Nãy giờ em không dám tiếng sát sát nữa đó. Ừ. Rồi nè. Trái mê quá. Cả nhà ơi, bây giờ á, vừa đi ra tính tiền mà vừa hái thêm những cái trái mâm xôi đen nữa. Tại vì thấy mê quá. Mặc dù không có thích ăn lắm nhưng mà mê quá vẫn hái. Còn dâu tây nè, dâu tây vừa đi vừa ăn còn nhiêu đây? Đi tới chỗ hái luôn. Không biết đi tới chỗ tính tiền còn còn dâu để tính không nè. Rồi để cố gắng đi ra ngoài tính tiền. Đang có dâu về nhà ăn chứ. Đi thẳng luôn. Đó, cái khu vực tính tiền là bên ngoài này, người ta đang xếp hàng người ta tính tiền đó. Giờ mình tranh thủ mình đi ra mình tính tiền thôi. Trời, cái like mà bây giờ họ tính tiền trái mâm xôi đen á, cả nhà ơi, nó dài như thế này nè. Bây giờ mở cửa trở lại rồi nên là người ta đi rất là đông luôn. Tiếp theo nữa nha. Còn bây giờ thì tạm biệt cái farm dâu. Bye bye.